Câu chuyện về nghề số 1 ấy, thì mình kể về câu chuyện của một khách hàng mà mình không bán hàng được, mình cũng cảm thấy vui. Nhưng mà sau đây câu chuyện này thì là mình bán hàng được nhưng mình không thấy vui. Khoảng năm 2015-2016 ấy, từ thời kỳ đấy nhập rất nhiều cái laptop đã qua sử dụng về bán chất đầy nhà ra, và cái đồ linh kiện cũng rất là nhiều. Thì có một câu chuyện là có một anh ấy qua, anh ấy xem máy, test máy kỹ lắm, xong anh đánh dấu vào một con máy, anh hỏi giá con máy này bao nhiêu tiền. Mình cũng nói giá tiền của con máy. Anh bảo là em sẽ dẫn khách của em đến. Anh nói là như thế, khách của em đến và anh sẽ cộng giá lên cho em. Thời điểm đấy mình không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng nó tương đương, nó không nhiều nhưng mà nó không ít. Nó tương đương với khoảng 500 đến 1 triệu thôi như bây giờ. Thì anh bảo là anh cộng giá lên cho em, và cái số tiền đấy thì anh gửi riêng cho em đấy. Anh viết cái hóa đơn là viết tiền tăng lên. Thì mình hồi đấy mình mới bán hàng mà cũng coi sự đời cũng chưa trải nhiều, thì mình đồng ý. Thế là đến ngày hôm sau anh dẫn vị khách đến, vị khách này lớn tuổi rồi. Thế đến thì mình ngồi bán hàng, mình tư vấn nói chuyện, rồi cuối cùng là chọn con máy đấy, đúng cái sản phẩm mà anh ấy chọn trước. Thì trong quá trình mà trao đổi giữa hai người ấy, thì mình biết được là đây là ông thầy, ông về hưu rồi, ông ấy dạy cậu này ở trong trường đại học. Sau đó thì mình bán máy, bán đúng theo yêu cầu của anh đấy. Sau đó mình đưa tiền ngoài cho cậu ta. Sau mình rất là suy nghĩ, mình bán hết được hàng nhưng mà mình suy nghĩ rất là nhiều. Tại sao con người ta lại đối xử với nhau như thế? Bên ngoài vẫn một mực xưng thầy thầy trò trò, nhưng mà bên trong đâm sau lưng người thầy. Đấy các bạn ạ, cuộc đời không như là mơ.